Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn các phím tắt thường được sử dụng trong Word. Thì các phím tắt thường được sử dụng trong Word là các phím tắt sau đây. Giả sử như bây giờ tôi muốn là quét chọn toàn bộ văn bản thì tôi sẽ bấm tập phím là Ctrl A. Thì lúc này á nó sẽ quét chọn toàn bộ văn bản. Phím tắt thứ hai á các bạn chúng ta muốn là copy một đoạn văn bản nào đó thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl C. Đó ví dụ như đây tôi muốn là copy cái đoạn văn bản này thì tôi sẽ quét chọn vào nó và bấm tổ phím Ctrl C. Rồi, để dán văn bản ra thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl V. Đó, đây là các phím tắt thường được sử dụng trong Word. Copy là Ctrl C và dán ra là Ctrl V. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn quay về thao tác trước đó thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl Z này. Đó, thì nó sẽ quay về thao tác trước đó. Còn muốn tiến tới một thao tác thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl Y. Đó, nó sẽ tiến tới một thao tác này, Ctrl Z quay lại, cần Ctrl Y tiến tới. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn Tờ phím tắt tiếp theo. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là in đậm một nội dung nào đó thì các bạn chúng ta sẽ bấm tờ phím là cần Ctrl B. Đó, nó sẽ in đậm lên. Muốn hủy in đậm thì chúng ta sẽ bấm tờ phím cần Ctrl B một lần nữa. Còn muốn in nghiêng á các bạn chúng ta sẽ bấm tập phím là Ctrl Y Đó, nó sẽ in nghiêng Bấm một lần nữa thì nó hết in nghiêng Còn muốn gạch chân thì chúng ta sẽ bấm tập phím là Ctrl U Thì lúc này á nó sẽ gạch chân Bấm một lần nữa thì nó hết gạch chân Rồi, để tạo ra chữ in hoa thì chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà chúng ta muốn in hoa Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm Shift F3 Đó Bấm lần lượt thế này thì nó sẽ chuyển qua chữ in hoa đây, in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Đây là chữ thường này. Đó. Lần lượt cứ bấm shift F3 thì nó sẽ lần lượt là chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa hoặc là in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành là canh phải canh trái. Nếu như các bạn chúng ta muốn là canh trái nội dung này, quét chọn vào nội dung, bấm tập phím là cần L này, nó sẽ canh trái này. Cần R thì canh phải này. Đó, cần e là căn giữa và cần chôn g là căn đều hai bên đó căn đều hai bên nhớ nha cần l là căn trái này cần r là căn phải này cần e là căn giữa và cần J là căn đều hai bên rồi tiếp theo muốn lưu văn bản á thì các bạn chúng ta sẽ bấm tập phím là cần s này chọn nơi lưu chọn vị trí lưu và bấm vào save đó Muốn mở một văn bản mới thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl O và chọn vào vị trí văn bản mà các bạn muốn mở. Sau đó chúng ta sẽ mở văn bản lên. Rồi muốn mở một file Word mới thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl N. Đó, nó sẽ mở một văn bản mới. Rồi muốn đóng một file Word thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là Alt F4 này. Đó, nó sẽ đóng đi. Rồi nếu như các bạn chúng ta muốn reset lại định dạng thì sao? Ví dụ như đây. Định dạng của tôi là in đậm và chữ màu đỏ. Bây giờ tôi muốn là reset lại định dạng thì tôi sẽ quét chọn vào định dạng này, bấm tập phím cần cho trong cách này. Đó, nó sẽ reset lại định dạng. Rồi muốn giãn dòng giãn đoạn á. Đây, tôi muốn giãn dòng thì tôi sẽ bấm tập phím là cần một này, giãn dòng đơn này, cần 2 hai là giãn dòng đôi và cần 5 năm là giãn 1.5 dòng. Đó, rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn tìm kiếm một từ nào đó thì các bạn chúng ta sẽ bấm tập phím là cần F này. Đó, nhập văn bản. Tức là nhập nội dung mà các bạn muốn tìm. Giả sử như đây tôi sẽ nhập nội dung là Hà Nội này thì nó sẽ tìm ra những từ Hà Nội. Rồi cần H là thay thế một từ. Giả sử như đây tôi sẽ thay thế từ Hà Nội thành Hải Phòng chẳng hạn. bấm vào display on này đó, nó sẽ thay thế hà nội là hải phòng muốn cắt một văn bản và dán vào vị trí mới thì chúng ta sẽ làm như sau này quét chọn vào văn bản mà bạn muốn cắt bấm tổ phím ctrl x này để dán ra thì ctrl v đó thì nó sẽ di chuyển nha còn muốn phóng to hoặc là thu nhỏ nội dung á quét chọn vào nội dung này bấm tổ phím là ctrl ngọc vuông đóng là nó sẽ to lên còn bấm ctrl hoặc vuông mở thì nó sẽ nhỏ lại đó. Như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn các phím tắt thường được sử dụng trong Word. Nếu thấy video hay, hữu ích, thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.